Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi cùng nhau tìm hiểu tại sao x mũ 0 sẽ bằng 1 các bạn nha. Và chúng ta hãy cùng xem. Chúng ta giả sử cho một con số, chúng ta có 3 cái kẹo mà chia cho 3 người thì mỗi người sẽ được một cái kẹo các bạn. Đây là một sự thật hiển nhiên. Chầm chầm đúng, chúng ta có 3 kẹo nhưng ta chia cho 3 người sẽ mỗi người sẽ được một cái kẹo, đúng không? Và suy ra một cái hệ quả rằng bất kỳ số nào mà chia cho chính nó thì cũng đều bằng 1 hết trơn các bạn. Trong toán học, trong tự nhiên và toán học thì người ta đưa ra một cái hệ quả nó như thế này. Bất kỳ một con số nào mà chia cho chính nó cũng đều bằng 1. Đó, bất kỳ số nào chia nó cũng đều bằng 1 các bạn, đúng không các bạn? Và một cái hệ thức này, cho dù x mũ a thì nó vẫn là một con số chính nó và chia cho chính nó thì nó cũng sẽ bằng 1, đúng không các bạn? Và x mũ a chia với x mũ a thì chúng ta có thể viết ra một cái biểu thức như sau: x mũ a trừ cho a các bạn. Chúng ta có thể chia ra một cái x mũ chia a thì sẽ bằng x mũ a trừ a, mà x mũ a trừ a thì nó sẽ bằng 0 các bạn. Thì bất cứ số nào mà trừ cho chính nó thì sẽ bằng 0. Chúng ta có 5 cái kẹo mà chúng ta cho đi 5 cái kẹo đi thì chúng ta sẽ bằng 0 cái kẹo, chúng ta sẽ không có cái kẹo nào hết. Đó. Thì chia ra x mũ 0 sẽ bằng 1. Đây. A chia bằng 0, x mũ 0 sẽ bằng 1. Đó. Và chúng ta cần chứng minh. À, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.